Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng lo đại hội, dân đang chết chìm. Mưa xối xả dồn dập đổ xuống Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và một phần của Nghệ An. Các bạn hãy cầu nguyện cho đất nước này, Đảng thì lo đại hội, còn dân thì đang chết chìm. Âu cũng là số phận của tất cả chúng ta mà thôi. Ông Nguyễn Đạt An, một nhà nghiên cứu về biến đổi khí hậu đã viết trên trang Facebook của mình như vậy. Tin tức về người chết do núi lở vùi lấp ở miền Trung đang xuất hiện dồn dập trên báo chí trong nước và đau xót hơn với những lời kêu cứu giữa đêm khi nước lũ dâng lên quá nhanh tại Quảng Trị vào sáng 18 tháng 10 năm 2020. Trong khi đó, các đại hội đảng sặc sỡ với cờ hoa và nhiều quà tặng đắt tiền vẫn chưa kết thúc khắp nơi trên cả nước. Đây là hình ảnh hiện trường vụ sạt lở tại doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Ngọn núi từ xa đã đổ xuống đè sập nhiều căn nhà trong doanh trại, khiến 22 chiến sĩ tử vong. Sau sự cố tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 ở Thừa Thiên Huế, thì lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 10 lại có thêm 22 chiến sĩ tử vong do bị núi lở vùi lấp tại doanh trại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Vào chiều hôm trước, 16 giờ 30 ngày 17 tháng 10, một gia đình 6 người cũng bị núi vùi lấp mất tích ở xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong hai thi thể vừa tìm thấy, có một cháu bé mới 10 tháng tuổi. Mặc dù 13 tướng tá quân đội và quan chức đã được tìm thấy xác, nhưng nhóm 17 công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng Ba, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì mới tìm thấy hai thi thể. 15 người còn lại vẫn trong tình trạng mất tích. Tính đến hôm 18 tháng 10, đã có 4 vụ sạt lở đất lớn, tổng cộng có 122 người bị chết và mất tích ở miền Trung trong đợt mưa lũ lần này. 52.933 nhà bị ngập, 24.734 nhà bị hư hỏng, sập đổ, thiệt hại 924 hectare lúa, 106.616 hectare hoa màu, 461.627 con gia súc, gia cầm bị chết đuối và cuốn trôi. Mới đêm hôm 18 tháng 10, lũ đã dâng lên quá nhanh trong đêm, dân Quảng Trị lên mạng cầu cứu khẩn thiết trên trang Facebook, trong khi các đường dây cứu hộ bận máy không gọi được. Từ tâm lũ ở thôn Bắc Bình, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, nơi đã chịu liên tiếp 4 đợt lũ trong những ngày qua, anh Hồ Xuân Sinh cho biết, lúc 21 giờ 15 phút tối ngày 17 tháng 10, nước sông Hiếu đã chạm đỉnh so với đợt lũ lịch sử vào ngày 8 tháng 10 năm 2020. Tại nhà anh Sinh, nước đã dâng lên gần đến nóc nhà. Hiện anh hải trú trên cha, tức là gác lửng, để tránh lũ của người miền Trung. Và nếu tiếp tục lên nữa, buộc anh phải phá máy, chui ra ngoài. Đêm hôm, cano chắc chắn không ai vào cứu được. Ngoài vườn nghe tiếng kêu của bò trôi, anh Sinh đã nói như vậy. Trong khi đó, trên trang Facebook, người dùng mạng xã hội này đã liên tục chia sẻ những dòng tin cầu cứu từ người dân đang bị mắc kẹt giữa lòng dòng nước lũ. Người dùng Tiến Dũng tại thành phố Đông Hà đã đăng tải thông tin lúc 22 giờ đêm như sau. Mong hỗ trợ ứng cứu Đông Thanh, người già trẻ em kêu cứu quá trời, ngập 2 mét rồi. Đây là hình ảnh hàng loạt lời kêu cứu của dân Quảng Trị trên trang Facebook xuất hiện suốt đêm khi nước ngập dâng cao. Người dùng Lê Cúc tại huyện Cam Lộ lại thông báo vào lúc 23 giờ như sau. Gấp gấp gấp, cần người cứu hộ đến đội 6 An Bình, Cam Thanh, Cam Lộ. Nhà có hai con nhỏ mà nước lên chảy xiết. Nhà một bên khóa cửa nước lên 2 mét, mở không được. Người nhà không biết bơi, đang đu trên cửa sổ, kiếm đồ phá nát mái nhà thoát ra. Mọi người chia sẻ để tìm người cứu hộ, chứ đường dây nóng không gọi được nữa. Tương tự, người dùng Lê Tuyết ở Cam Lộ cũng lên mạng cầu cứu với thông tin gia đình ở xã Cam Hiếu bị ngập sâu, nhà có 7 trẻ em và hai ông bà già bị mắc kẹt. Lúc 0 giờ 10 phút, người dùng Thi Đông tại thành phố Đông Hà đăng tải. Hai mẹ con đang ôm nhau khóc ở 72 Hoàng Diệu, nhờ mọi người cứu với, nước lên không có chỗ thoát ra. Đặc biệt, nhiều hộ dân đã trú lũ tại các nhà văn hóa, các gia đình có địa thế cao cũng cầu cứu bởi nước lên quá nhanh trong đêm và cao hơn cả lũ lịch sử trong những ngày vừa qua. Hiện tại, người dân chỉ biết chia sẻ những số điện thoại trực ban của các huyện, thị xã, song nhiều người dân cho biết các số điện thoại này đang quá tải. Bình luận về sự cố kinh hoàng ở thủy điện Rào Trăng Ba, nhà báo Mai Quốc Ấn viết trên trang Facebook như sau. Vụ thủy điện Rào Trăng Ba đã có rất nhiều người chết. Vậy thì bên cạnh việc đau thương, chia sẻ thì không thể không xem xét ai đã đồng ý về chủ trương phê duyệt, đánh giá tác động môi trường và cấp phép cho xây dựng cụm thủy điện trong rừng phòng hộ nói riêng
và đặt 13 thủy điện vào một mâm nói chung. Xin lưu ý, đây là một vụ việc có hậu quả rất nghiêm trọng. Đừng lấy lý do thiên tai, rà soát đánh giá tác động môi trường có thể ra được trách nhiệm đấy và xây dựng thủy điện trong rừng phòng hộ là điều rất bậy bạ. Đây là hình ảnh thủy điện Rào Trăng Ba ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế, nơi có 4 nhà máy trong khu bảo tồn đã phá hủy 200 hectare rừng đặc dụng. Tôi mong các anh chị em phóng viên miền Trung chung tay cho việc này. Các phóng viên Nam Bộ đã dừng được thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai. Được biết trước đây đã từng có một cuộc vận động rất lớn từ các nhà khoa học, nhà báo đến các đại biểu Quốc hội để tạm dừng các dự án thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai. Nay thủy điện miền Trung đã xây, đã có hậu quả thì chí ít cũng không thể khoanh tay ngồi im trước thiệt hại nhân mạng và thiệt hại rừng lớn đến như vậy. Hãy bày tỏ ra sự thật cho nhân dân và các nhà quản lý cấp cao được biết, đó cũng là cách để những vong hồn người chết được yên nghỉ. Và bọn phá rừng phải trả giá, nếu không lật được mặt chúng ra công luận thì còn gì là công đạo nữa. Nhà báo Mai Quốc Ấn cũng nêu ra quan điểm của mình như vậy. Facebook Bùi Văn Thuận đã viết trên trang của mình như sau: hàng chục nghìn tỷ đảng của ông bỏ ra trang hoàng mua sắm, tổ chức đại hội đấy, cứu dân đi. Hàng nghìn tượng đài đảng của ông dựng khắp mọi tỉnh, thành phố đấy, hàng chục nghìn tỷ ở đó đem ra cứu dân đi chứ, ở đâu ra? Cổng chào hàng chục, hàng trăm tỷ nhan nhản khắp mọi huyện thị, tỉnh thành, băng rôn khẩu hiệu, cờ phướn dập trời mọi nẻo đường khắp cả nước. Tiền đó ông Trọng và đảng của ông thay vì dùng trang trí cho bộ lông của mình mà đem ra cứu giúp dân dân lúc này thì hay biết mấy. Hàng chục hội đoàn ăn hại, hàng trăm tổ chức ăn bám được đảng đẻ ra để đục khoét. Mỗi năm ngân sách cho các tổ chức, hội đoàn cánh tay nối dài của đảng là vài chục nghìn tỷ đồng, tiền đó chưa đâu ra. Quan trọng nhất là đảng lại ăn bám vào ngân sách, ký sinh vào ngân sách và phá ngân sách còn hơn con nghiện phá gia đình. Mà tiền cứu trợ từ đó mà ra chứ ở đâu nữa. Đây là hình ảnh chương trình văn nghệ, nghệ thuật mừng thành công của Đại hội Đảng Hà Nội nhân lúc miền Trung tang thương nhất. Và đặc biệt, dân cùng doanh nghiệp đóng thuế để nuôi một hệ thống song trùng khổng lồ, đảng, nhà nước. Việc chăm lo và cứu dân là trách nhiệm của đảng và nhà nước. Nếu không cứu được dân, không lo được cho dân, thì hệ thống song trùng, đảng và nhà nước đang ký sinh vào ngân sách là một hệ thống thất bại, ăn hại và vô dụng. Ông Bùi Văn Thuận đã nêu lên nhận định của mình như vậy. Cũng về vụ 22 chiến sĩ bị vùi lấp, Facebook Bùi Văn Thuận viết tiếp như sau: Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đơn thuần là một đơn vị làm kinh tế, cũng là phá rừng làm kinh tế thôi. Người chết đã quá nhiều, nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân, từ một điểm gốc rễ và cốt lõi, nhân tai do thủy điện, hồ, chứa và phá rừng làm thủy điện làm kinh tế. Thiên tai cũng không bằng nhân họa, và chính con người phá rừng lấy gỗ là nguyên nhân gây nên những cái chết ngày hôm nay. Nhà báo Hữu Danh có bài bình luận với tựa đề Nhà gỗ và xác dân, nội dung như sau: Chỉ trong vòng 40 năm, những cánh rừng bạt ngàn của Việt Nam gần như bị xóa sổ. Bao nhiêu năm chiến tranh, hứng chịu bom đạn, rừng vẫn bạt ngàn xanh che bộ đội, vây quân thủ. Sau chiến tranh thì rừng mất sạch. Rừng đã đi đâu? Câu hỏi được đặt ra. Vào nhà đại gia, nhưng đại gia mê gỗ còn thua xa cán bộ. Trong một tháng, chúng tôi đi khắp các cánh rừng Tây Nguyên, từ Đắk Nông đến Đắk Lắk, Gia Lai, rồi Kon Tum, Lâm Đồng, đâu đâu cũng thấy cảnh rừng bị tàn sát. Sau lệnh đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nạn phá rừng vẫn tràn lan. Gỗ ở Gia Lai vẫn ào ạt chạy ra khỏi rừng, dù rừng ra ngoài đường chỉ là con đường độc đạo, có barrier chắn ngang của lực lượng kiểm lâm. Gỗ ở Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Tum cũng ào ạt chạy ra khỏi rừng cả ngày lẫn đêm, dù muốn qua chốt chặn phải bay lên trời mới thoát. Những người bị mang danh là lâm tặc than thở với chúng tôi rằng sau lệnh cấm, gỗ vẫn bị đốn hạ, chỉ có tiền bôi trơn là tăng lên và thu nhập của lâm tặc giảm xuống. Những ngày đi rừng, nhóm phóng viên không quen rừng thiên nước độc, ai cũng chảy xước khắp người do té ngã, do cây cào, do muỗi vắt đốt chi chít. Có vào thừng mới thấy lâm tặc ở tầng mức thấp nhất có thể sống khốn khổ dưới đáy xã hội. Trung bình mỗi ngày họ kiếm được vài trăm ngàn đồng, nhưng chi phí cho rừng đắt đỏ, lâm tặc nào cũng nghèo sơ, nghèo xác. Họ là thành phần khốn khổ, khốn nạn, đổ mồ hôi, máu chỉ để kiếm cơm sống qua ngày. Tại một huyện nghèo khác của tỉnh Đắk Lắk, dân cư chủ yếu là người Ede, Gia Rai, các đời lãnh đạo huyện đều cương quyết chống lại lâm tặc. Trong nhiệm kỳ của mình, ông chủ tịch huyện là người liên tục kêu gọi bảo vệ rừng, chống lâm tặc vì đây là địa bàn diện tích rừng rất lớn. Ông liên tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm, công an triệt phá lâm tặc.
Đây là hình ảnh ông Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ với bộ sa lông gỗ quý Trạm Rồng với giá trị thị trường khoảng 1,5 tỷ đồng. Và rồi, người dân ngã ngửa khi thấy trong nhiệm kỳ cuối cùng, ông bắt đầu cho xây một dinh thự gỗ sát nách hạt kiểm lâm. Những cây cột tròn cực lớn, toàn gỗ, căm xe, cả chít được ồ ạt trở về. Những tấm ván nguyên khối, gỗ hương, gỗ cẩm lai cũng được tập kết. Những bộ bàn ghế lớn đến mức phải dùng hàng chục người khiêng cũng được xe tải loại lớn đưa về nhà ông. Trao đổi với chúng tôi, ông chủ tịch huyện có vẻ khá tự hào khi căn nhà này được ông thuê thợ từ tận miền Trung vào chế tác, ròng rã suốt 3 năm mới xong. Trong cái thị trấn bé nhỏ, nhà ông và những vị cán bộ khác được làm từ máu của rừng. Nhà báo này nói tiếp, tôi ở Long An, mỗi khi có khách về, tôi thường hay dẫn họ đi tham quan di tích lịch sử cấp quốc gia, nhà trăm cột, căn nhà này của một đại gia siêu giàu thời phong kiến, khi mà gỗ rừng còn nhiều vô kể. Thế nhưng, khi tham quan con nhà của ông chủ tịch huyện nghèo, tôi thấy nhà trăm cột chỉ là con muỗi so với dinh cơ này. Cho làm nhà bếp, có lẽ ông cựu chủ tịch cũng không thèm chấp. Tôi nghĩ lâm tặc có lẽ sẽ chạnh lòng khi thấy những gì quý nhất của rừng nằm ngạo nghễ ở nhà cán bộ chống lâm tặc. Và trên khắp giải đất hình chữ S này, nhà gỗ triệu đô cũng không hiếm. Nhưng những căn nhà này không thuộc về giới siêu giàu, giới doanh nhân. Những căn nhà này chứ chưa thay lại là nhà của cán bộ. Sau lệnh đóng cửa rừng, những món đồ gỗ, nhà gỗ này càng trở nên vô giá. Một thực tế là nhà cán bộ càng to thì lũ càng lớn, dân chết càng nhiều. Những căn nhà xa hoa này được đánh đổi bằng mạng của người dân. Quý vị ngủ có ngon hay không khi dưới chân mình là xác dân lập lờ lũ dữ? Nhà báo Hữu Danh đã đưa ra kết luận như vậy. Còn nhà báo Nguyễn Công Khế, nguyên tổng biên tập của báo Thanh Niên cũng đưa ra bài bình luận của mình trên trang Facebook như sau. Tại sao thiên nhiên, thiên tai, nhân tai và dịch bệnh lại liên tục xảy ra trên thế gian này? Hôm qua đây là Covid-19, giờ đây là mưa bão, đất núi sụp đổ liên miên, cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu người dân, người lính đang muốn sống an lành. Tôi đang sống trên bờ sông Đồng Nai, chứng kiến hàng giờ với sự tàn phá môi trường của bàn tay con người. Đây là hình ảnh báo trong nước đăng hình cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai đến động viên chia buồn với gia đình Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng vừa tử nạn trong nhóm 13 tướng đi cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3. Quan sát kỹ thì thấy trong phòng nhà ông Hùng có bộ salon gỗ cẩn trạng tinh vi với giá không ít hơn vài trăm triệu đồng, chưa kể cửa gỗ và các tấm liễn gỗ quý khác. Từ sáng sớm tinh mơ đến hôm khuya khoắt, cảnh tượng khai thác cát ồ ạt, đánh bắt cá bất chấp, bị cào diệt tận bằng điện, bằng thuốc độc, bằng lưới cào các loại. Không có sinh vật nào dưới đáy sông này sống sót được. Cách đây đúng 10 năm, 20 năm hay xa hơn về trước, người ta nghèo hơn bây giờ, nhưng lương thiện hơn rất nhiều. Cá, tôm, cua dưới đáy các dòng sông đầy ắp. Người ta chỉ đánh bắt những con cá, con tôm cỡ lớn để đem ra chợ. Tôi đã từng viết thư trực tiếp cho Giám đốc Công an mới của tỉnh Đồng Nai nói về nạn cát tặc trên dòng sông này. Tôi đã nói rất nhiều với anh em cảnh sát đường sông, bộ đội biên phòng được giao nhiệm vụ canh gác trên dòng sông này với phường sở tại và cùng thuyết phục những người đi đánh cá trên sông. Nhưng hiện hình có vẻ như không được cải thiện bao nhiêu, cá lớn cá con đều mất sạch. Những người đi đánh bắt cá tôm ngày càng thưa dần cập nghe vào nhà tôi để bán cá vì sông sắp cạn kiệt nguồn tài nguyên cá tôm từng vô tận trên các dòng sông này. Những khu rừng nguyên sinh tôi từng nhìn thấy vẻ hùng vĩ của nó trước sau chiến tranh cũng đã cạn kiệt. Lúc còn thơ bé, mỗi chiều bụng đói cồn cào nhìn lên dãy núi giáp biên giới Lào nghe câu ca dao mẹ tôi thường ngân nga như sau: chim bay về núi tối rồi, mẹ ơi lo liệu lấy nồi nấu cơm. Tôi nhớ lại ngày một dãy núi màu xanh trước mặt tôi tuổi thơ, hồn nhiên và trùng điệp. Gỗ và cây của những cánh rừng bất tận của quê hương đã không được bảo vệ. Đốn cây và lấy gỗ, rừng già, rừng non vô tội vạ, ngăn sông làm thủy điện, thiếu quy hoạch khoa học, bất chấp tất cả vì những lợi ích trước mắt của một nhóm người tham lam và các nhà quản lý, các cấp chính quyền tiêu cực, vô trách nhiệm. Mà trước đây, những nhà làm lâm học và môi trường tâm huyết của miền Trung như ông Hoàng Đình Bá đã từng cảnh báo gay gắt. Ngày hôm nay, trước cảnh mưa lũ tàn phá miền Trung, dân chết, bộ đội cứu nạn chết thảm, núi lở, đất chùi, ngập lụt diễn ra khắp nơi trên quy mô lớn, báo hiệu một sự trừng phạt từ thiên nhiên, từ trời đất đối với con người. Con người, hãy dừng lại tội ác của mình từng gieo khi đã quá muộn. Ông Nguyễn Công Khế đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2020 với bản tin Đảng lo đại hội
dân đang chết chìm. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.